chọn cái con 7 set common anode này. Nhá. Cái con này nhá, 7 set common anode. Để tôi chia sẻ luôn trên cái Google Meet, nếu bạn nào mà nhìn trên màn hình mờ quá thì bật Google Meet lên xem. Đấy là nếu mà có mạng. Đấy là 7 set này. Ok, nháy kép vào này. Bây giờ đến linh kiện mà chuyển từ số nhị phân sang số thập phân, chúng ta dùng linh kiện gì? IC gì đấy? IC giải mã là tên nó là gì? 7447 chưa? Hay là không, người ta thầy làm từ bên đấy, 7447 là chuyển từ nhị phân sang thập phân đúng không? Đấy, 7447. Nhấn kép vào. Thì chúng ta nghiên cứu xem con này hoạt động thế nào. Dạ. Đầu tiên là con 7 led 7 thanh này. Nó hoạt động thế nào đấy? Làm sao để nó hiện lên số 1 ở đây? Làm sao để nó hiện lên số 1? Thì chân này là mấy? Thầy cho một cái con gọi là logic state vào đây nhá, để cho các bạn dễ. Logic state nhá. Đấy, chọn logic state active này nhá. Bạn lấy được chưa? Nhớ kép ra state này. Rồi đây, thầy đưa vào các mức logic vào các chân này, 2 4 6 7. Đấy, chúng ta nghiên cứu tại sao, làm sao để nó hiển thị là số 1 lên. Ta đếm từ dưới lên trên nhá, lần lượt từ dưới là 0 0 0 0 0. Thì chỗ này này, anode chung, chẳng qua cái chân này là người ta nối với cả dương nguồn, được chưa? Đấy, thì bây giờ muốn sáng cái số 1 lên ấy, thì thanh này là thanh thanh B, tức là ở chỗ vị trí này, được chưa? Muốn cái nào sáng lên ấy, thì vị trí của nó là phải bằng 0, được chưa? Còn cái nào tắt thì vị trí nó bằng 1. Thì cái này với cái này là vị trí đây với đây này, thì ta cho nó bằng 0, thì các còn lại ta cho bằng 1, được chưa? Sẽ sáng cái thanh số 1 lên, được chưa? Còn muốn số 2 thì thế nào? Số 2 thì thanh này sáng này, thanh này đúng không? Thì A B D E G, A B D E, đó, được chưa? Lần lượt như thế. Thì đây là bên này có phải là mã nhị phân không, đúng không? Đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta có con IC này, con IC 7447 này, thì toàn bộ cái đầu ra của nó này là nó nối vào các chân này, được chưa? Còn đầu vào của nó ấy, đây đầu vào đấy, thì cái chân, ba cái chân 345 này các bạn nối với dương nguồn như này, bắt buộc phải nối với dương nguồn nhá. Đó, nối này. Còn các chân ABCD thì các bạn nối với logic state vào. Thì chúng ta lại khảo sát cái con 7447 hoạt động, cách hoạt động của nó. Rồi. Bây giờ thầy hỏi các bạn này, là với điều... Thôi cứ vẽ đi, thầy đợi các bạn vẽ xong rồi thầy hỏi. Ta sẽ sử dụng con IC là 74192 nhá, IC đếm. IC đếm 74192. Thì con IC này có nguyên lý hoạt động là
là nó sẽ đếm cái chân vào chân số 5 này, này đúng không? Cứ có một xung vào chân số 5 ấy thì đầu ra Q0 đến Q3 này nó tăng lên một đơn vị. Được chưa? Nhớ nhá. Còn nếu mà chân vào là vào chân 4 ấy là chân DN này này thì đầu ra Q0 đến Q3 này nó sẽ làm sao? Đúng rồi, giảm đi một đơn vị. Được chưa? Và cái chân đầu vào D0 đến D3 này có ý nghĩa gì? Các bạn nào biết không? D0 đến D3 này, này có ý nghĩa gì? Đây để thầy test thử cái chức năng mà đầu vào là tăng lên thì ta đếm nhá, ta test thử này. Lên này. Nhưng mà cái này là chưa lên được đúng không? Bởi vì là chúng ta chưa thiết lập hai chân PL và MR, được chưa? Chân MR có ý nghĩa gì? Chân MR có ý nghĩa là reset. Chân MR là có ý nghĩa là reset đúng không? Khi nào thì cái con IC này được reset? Khi nào khi chân MR có mức logic mấy? 1 hay không? 1. Tại sao biết là chân 1 là nó reset? Bởi vì theo quy định ý, thì cái chân nào mà không có dấu vòng tròn ý, ở đầu chân của nó ý, thì cứ mức 1 là nó được kích hoạt. Nó sẽ triển khai kích hoạt. Thế ta muốn cái con IC này không bị reset thì ta phải nối vào chân đấy là mức mấy? Mức 0. Đúng không? Đó. Thế còn chân PL? Chân PL là có ý nghĩa gì? Thế nó nối vào đâu không quan trọng mà thầy hỏi có ý nghĩa gì không? Đó. Chân PL là có ý nghĩa là reset, nhưng mà reset về cái số đặt trước, cái số bắt đầu đếm ấy. Nhá. Nhưng mà chân này là khi nào thì nó reset? Khi chân PL bằng mấy? Bằng mấy thì nó reset? Bằng 0 hay bằng 1? Đúng rồi, bằng 0. Bởi vì là chân này nó có vòng tròn đây này. Nó có vòng tròn tức là cứ mức 0 là nó được kích hoạt. Nhá, thì ta lại cho một cái logic test vào. Vậy nó muốn nó không reset thì ta phải cho nó bằng 1. Được chưa? Đấy. Thế là cái bộ đếm này có thể đếm được rồi. Đây các bạn nhìn này. Ban đầu ra chưa thiết lập gì nó ra 0 0 0 0 đúng không? Một xung vào này. Nhìn lên bảng đã. Rồi hãy tự làm sau. Nhá. Nhìn lên bảng. Ban đầu là khi không có xung nào này thì cái đầu ra là 0 0 0 này. Nếu mà thầy cho một xung vào thì cho cái chân này lên 1 này. Thì lập tức cái thằng này là 1. Cho về 0 thì chưa thành một xung đúng không? Lên 1 lần nữa thì nó thành, đây là số 2 ở nhị phân đúng không? Lên 1 phân nữa là số 3 ở nhị phân. Được chưa? Đấy, cứ như thế. Lên. Được chưa? Đấy. Thì bây giờ nếu mà ta nối từ cái chân Q0 này đến AB này này, nối thẳng đến đây, thì lập tức là ta sẽ thể hiện được bên này là số thập phân thôi. Lên này, 1 này. Đấy, xung vào thì là lên, tăng lên. Được chưa? Đấy là các bạn test thử đi nhá. Thầy dừng ở đây thì các bạn test thử cái phần chức năng đấy. Cái chân D0 đến D3 ấy để thiết lập cái số đếm ban đầu. Được chưa? Số đếm ban đầu thì cũng được tính bằng số nhị phân thôi. Ví dụ như thầy bắt đầu đếm từ số 0 nhỉ? Thì thầy phải cho D0 đến D3 là mức logic mấy. Đây thầy cho bọn nó cũng là logic ở đây. Bắt đầu đếm từ số 0 thì thế nào? Đếm từ dưới lên trên lần lượt là gì? Là 0 0 0 0, đúng không? Đếm từ số 0 đây. Đấy, bắt đầu đếm từ số 0, đúng không? Đấy, và khi mà bấm nút PL ấy, cái reset ở PL ấy thì nó sẽ về số 0. Được chưa? À. Còn bây giờ muốn đếm bắt đầu từ số 3 chẳng hạn thì chân phải lần lượt thế nào đây? Nào, chỗ này là mấy? Cái chỗ chuột ở đây này này. Bắt đầu đến từ số 3 thì chỗ này là phải là số mấy? 1, đúng rồi, chỗ này
cũng là 1 nhá. Và cái dưới này 0 0, chưa, ta sẽ bắt đầu đến từ số 3 chạy lên. Nhưng mà các bạn chú ý này, à chạy lên nó lại thành bắt đầu từ số 0 này. Giờ chú nhìn thấy chưa? Không nhìn thầy hướng dẫn đã rồi em làm, khổ quá. Thầy hướng dẫn xong rồi thầy để cho các em làm đi, đâu mà vội mà, đúng không? Cứ nhìn thầy hướng dẫn đã rồi em làm. Đây, nhìn thấy chỗ này chưa? Đây rõ ràng thầy thiết lập đến từ số 3, nhưng tại sao chỗ này là số 0? Giờ phải làm thế nào để nó thành số 3? Thì các bạn cấp một xung reset vào cái chân PL này cho thầy. Cấp xung reset hiện ra nghĩa là bây giờ nó đang là 1 thì các bạn cho nó về về 0, được chưa? Xong rồi phải cho nó lên 1 thì mình bắt đầu mới đếm được nhá. Này. Rồi, đếm lên được chưa? Còn nếu mà các bạn cấp nó về cái chân PL mà các bạn cho về 0 ấy thì nó về 3 này. Nhưng mà các bạn có cấp xung vào thì nó cũng sẽ không đếm. Được chưa? Bởi vì chân PL nó bằng 0 thì lúc nào nó cũng reset về số 3 rồi, không thể đếm được. Để chưa, chú ý vậy. Chú ý là chân PL phải về 3, à về 0 xong lên 1 thì nó mới đếm được nhá. Còn bây giờ muốn reset về 0 thì làm nào? Thì bấm MR lên này. Giờ. Đó. Được chưa? Reset về 0 thì là đếm thì là đếm từ 0. Giờ. Đó, được chưa? Còn muốn đếm từ 3 thì ta đã thiết lập cái số đếm này rồi nhá. Thì ta muốn đếm từ 3 thì ta cho chân này reset về 3 nhá. Đấy, hai chân MR với PL khác nhau ở chỗ đấy. Được chưa? Cùng là reset nhưng mà cái chân MR thì luôn luôn reset về 0. Còn chân PL ấy, thì reset về số mà ta đặt ở chân D0 đến D3 này nhá. Chú ý vậy. Rồi bây giờ test làm thử đi. Đây ta khảo sát nốt hai chân TCD và TCU này nhỉ. Thì chúng ta đếm thử này, thầy đếm thử cho các bạn này. Nó đếm đến 7 này, đếm đến 8 này, 9 này. Và khi mà đến 10 ấy, các bạn nhìn thấy TCU nó về 0 chưa? Nhìn nó về 0 là màu xanh như này, chỗ này này. Nhá. Đó, lên 1 thì nó lại, tức là đến số 10, tức là đến xung thứ 10 ấy, thì chân TCU này nó sẽ về 0 một lần. Giờ rồi lại lên 1. Đấy. Ta lại đếm lại lần nữa cho chắc này. Tức là cái bộ đếm này nếu mà đến 10 ấy, thì cái chân TCU này nó sẽ cấp ra một xung. Cái này để làm gì? Để các bạn nối với cả bộ đằng sau. Nhá. Nối với bộ đằng sau để cái chân này nó sẽ cấp ra bộ đằng sau, để cứ ở trên này đếm được 10 thì ở dưới này tăng lên 1 đơn vị. Được chưa? Đấy là cách nó cái chân TCU có tác dụng vậy. TCD thì nó tương tự thôi, nhưng mà ta áp dụng vào việc đếm lùi nhá. Bây giờ ta tạo ra một bộ nữa để cho thành có hai số đếm, đúng không? Số có hai chữ số đó. Thì ta nếu nối cái chân TCU này vào chân up ở dưới, chân MR thì nối với chân MR ở trên, chân PL nối với PL đó. Cô phát xung này đâu nhỉ? Đây. Chạy lỗi này nhiều bạn gặp này, đúng không? Thì cái lỗi này nó các bạn chỉ cần xóa cái con U3 này đi thôi này. Sau nối lại con U3 khác vào. Đấy. Thế là chạy đếm thôi. Giờ reset này. Đấy, bây giờ nó đếm đến 99. Bây giờ nó đếm đến 99 thì nó sẽ reset về 0. Giờ
Đó, bây giờ chúng ta lại xử lý cái vấn đề đấy, làm sao nó reset về đúng 33. Bây giờ vấn đề ở đây là nó sẽ đếm đến 99 rồi nó quay về 0. Nhưng mà mình muốn về 3, về 33 ấy, thì ta lại phải ấn đây một phát nữa đúng không? Thì nó mới về 33 được đúng không? Bất cứ lúc nào mà muốn nó về 33 thì phải cho cái chân này nó bằng logic 0 thì nó sẽ về 33. Đó. Thế thì bây giờ mình muốn là khi mà nó đến 99 ấy thì nó về về 33 thì đến 99 thì quay về cái chân PL này phải bằng mức logic 0. Được chưa? Cứ khi nào đến 99 thì quay về chân PL một mức logic 0. Thế thì đến 99 thì ở chân TCU này đấy nó sẽ có một cái gì nhỉ? Nó nhảy lên một cái, đúng không? Nó nhảy lên một cái thì ta chuyển nó về đây. Chuyển như này. Theo đúng lý thuyết là vào đây này thì nó sẽ chạy thôi. Để thử xem nó có reset không, đúng không? Ta thấy lúc ấy TCU một phát là nháy mà không một phát còn gì nữa không à, không được. Thế thì ta phải xử lý phương án khác, nhưng mà do chắc là do cái này này cái logic state này của ta luôn luôn để ở mức 1 rồi thì ta sẽ không về không như mong muốn được nhá. Thì bây giờ trong thực tế thì cái logic state này bằng 0 bằng 1 xử lý bằng cách nào? Người ta thấy đi một cái ngã rẽ nữa này. Bây giờ cái mức 0 mức 1 này trong thực tế chúng ta xử lý bằng cách nào? Thì người ta sẽ xử lý bằng một nút bấm nhá. Button. Để cho nó làm là ra 0 ra 1. Và điện trở rest. Thôi cứ từ từ thầy làm cho đã, làm đã, đâu vội nhá. Xử lý bằng cách như này, rồi cứ xem đã, rồi tí làm. Lắp nút bấm này, lắp điện trở này, cái chỗ này cho dịch vào đây. Đó, lắp như này, xong là cắt ra này đi, được chưa? Nối vào đây, xong là đầu một đầu nút bấm là nối với GND, đầu kia nút bấm điện trở nối đây. Thì khi mà ta chưa nhấn nút ấy thì chân PL sẽ bằng 1, bởi vì nó nối với dương nguồn qua điện trở đúng không? Khi ta mà nhấn nút ấy thì cái chân PL nó sẽ bằng mấy? Bằng 0, được chưa? Ta thử test lại này. Đây, ấn nút này. Đó, về 33. Ấn nút cái nữa này, về 33, được chưa? Còn bình thường nó là bằng 1, nó đếm được là nó bằng 1 rồi, để xem 99 nó có 99 thì thằng TCU này không lên một cái thì nó sẽ về đây. Về không? Thế như có về sao ấy nhỉ? Đúng không? Đấy. Đấy, 33 đấy, được chưa? Thế là mục tiêu cuối cùng là ta cho cứ khi nào đến 99 thì nó về 33 là như vậy. Chúng ta muốn là về đến số 89 thì ta reset lại. Thì ta test thử xem đến số 89 nó là bao nhiêu nhá. Số 89 là những cái chân nào bằng logic 1. Rồi. Đây, thì những chân này, chân Q3 của con U4 này và chân Q3 của U2 và Q0 của U2 thì ta cho vào cổng N nhá. Cổng N thì ta có thêm một IC cổng N. IC cổng N hình như là 7408 rồi phải. Nhá. Đây đúng rồi, cổng cổng này gọi là cổng N nhá. Nhá, 7408. Các bạn có thể chọn một con đấy là đó, xoay vào đây. Ta end tất cả mấy cái đầu đấy với nhau, ba đầu đấy với nhau. Tức là khi ba đầu đấy nó bằng 1 thì đầu ra ta chọn bằng 1, đúng không? Đây. Đây, ta cho
cái số 89 quên mất rồi. Đúng rồi. Cái chân này bằng bằng 1 đúng không? Rồi, chân này bằng 1. Rồi chân này cũng bằng 1. Cho n vào. Xong là cái chân này cũng bằng 1. Đây đây là ba thằng n với nhau thì ta làm này. Nhá. Mà các bạn mua được con cổng n mà có ba đầu vào ấy thì nhét ba đầu vào luôn. Thầy mua được con cổng n có hai đầu vào thì thầy làm như thế này. Thì đầu ra khi mà cả ba thằng này bằng 1 thì đầu ra nó sẽ bằng 1. Bằng 1 thì chưa thể reset đây được thì ta phải cho thêm một con cổng not vào. Cổng not nó là 7404 thì phải. Rồi 7404 đúng rồi, cổng not. Nhá. Đó. Cổng not đây. Thì xong đưa nó vào đây, đưa ngược lại cái chân PL nhá. Nhưng mà thôi bây giờ ta đã không reset từ từ cái chân TCU nữa thì ta xóa chân TCU đi nhá. Đấy, là như thế này. Ta test thử nhá, cho chạy chậm lại một tí cho nó nhìn cho nó thế. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. Và 89 là về, được chưa? Đấy. Đến đây rõ không? Có cần phải giải thích thêm không? Thấy. Thì chúng ta là lấy một con 555 ra. 555. Chưa? Cái bộ phát xung này thì ta cho dịch cái này ra đây. 555 thì ta nối đấy. Viết trở này. Sao chân số 3 nó lại ở đây nhỉ? 555. Đây. Nguồn nối vào đây này. Thiếu một con tụ điện đúng không? Khác. Con tụ với cả cái tụ nối chân 5 ấy, các bạn lấy tụ 104. Cứ đi mua tụ 104 là người ta bán thôi. Giá trị của nó là 1 0 và 4 chữ số 0 đằng sau, đơn vị là nanofarad nhá. À picofarad. Đây, mạch phát xung nó như thế này đây. Sửa lại cho đẹp tí. Đấy, mạch phát xung nó như thế này. Tụ thì các bạn cho khoảng 47 microfarad đấy. Đầu ra nó sẽ nối vào đây. Đầu ra. Đấy, chưa? Bây giờ test thử này.
Từ từ ta chưa nối vào đầu ra gọi ta ta test thử bằng oscillo xem nó phát sung không. Số 3 đúng không? Ở đây, phát đây sung đây. Được chưa? Có nhìn thấy sung màu xanh không? Đấy, nó phát sung là ok rồi. Thì bây giờ ta có thể nối thẳng vào chân số nối 3 vào đây. Đấy. Nhưng mà đến lúc chạy lỗi à? Chạy nó hiện lỗi như này, lỗi này là do phần mềm của mình nó chưa đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của mình thôi. Thì theo nghiên cứu của các nhà thực tế học ấy thì các bạn làm thế này cho thầy là nó hết luôn cái lỗi đấy. Switch thêm một công tắc ở trên nguồn vào. Cho công tắc ở chỗ này đây. Đối vào đây. Đối vào đây. Đó. Chỉ cần thêm mỗi công tắc này vào là hết. Đảm bảo không hết, không lấy tiền. Chạy này. Đấy, hết chưa? Sau đó đóng công tắc vào. Đấy, thì nó đếm. Sao lâu đếm thế? Đó. Nó phải đếm rồi chứ. Hay là dao động lâu quá, đúng không? Cái này chưa thấy dao động này. Lúc ấy là mình test có ra không thì ta lại giảm tụ xuống, tăng tần số lên, đúng không? Đấy. Mở công tắc ra, sau đóng công tắc vào. Cái thằng này không dao động à? Chắc là chưa cấp nguồn cho con IC. Đấy, đến rồi đấy. Sao đến lâu thế? Ta cho con thì ta sửa nó, ví dụ như là đếm số 33 thì đây là ta cho là cho hết nó thành kiểu nào. Đấy, cái này là ta cho luôn bằng mức 0. Chú ý nhá, các bạn phải hiểu mạch các bạn mới lắp được nhá. Không là lắp sai một chỗ là cũng chịu, chả biết là nó làm lần đâu. Được chưa? Đấy, đấy là một cái mạch hoàn chỉnh là như vậy.